trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây nga phản công mạnh mẽ nhiều lính ukraine ra đầu hàng hezbollah tiết lộ đường hầm vũ khí bí mật gửi cảnh báo nóng đến israel chuyên gia cảnh báo ukraine đối mặt với thảm họa quốc gia Ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hai tuần sau cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine và tỉnh Kursk của Nga, Điện Kremlin đang nỗ lực làm chậm bước tiến công của đối phương và phòng thủ vững chắc hơn ở khu vực biên giới. Hiện Nga đang cố gắng biến nguy thành cơ nhằm giành thêm lợi thế về mặt quân sự. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm để xác định vị trí và hạ gục các nhóm phá hoại và trinh sát của đối phương tại Kursk. Lực lượng này đang cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có hàng chục binh sĩ Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga. Các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công lực lượng Ukraine tại 11 khu định cư ở Kursk, gồm Apanasovka, Vizniovka Buki, Rasno Optiaski, Kruklenkoye, Mikhailovka, Liubimovka, Malaya Lopnia, Plekhovo, Senagos và Yushini. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các khu vực tập trung binh sĩ và khí tài của Ukraine đã bị Nga nhắm mục tiêu tấn công, gần Atiskoye, Glukhov, Rusba, Zurabka, Zapselie, Kalinov, Novaya Sloboda, Povomayskoye, Pavlovka, Saki, Svetsa, Sumi, Surovatka, Chuikova và Yampol. Trong diễn biến có liên quan, theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ điều kiện để kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm. Ông Zelensky cho biết, xung đột sẽ chỉ chấm dứt nếu lãnh thổ của Ukraine được khôi phục toàn vẹn và chúng ta đảm bảo rằng Nga sẽ không lặp lại các hành động tương tự trong tương lai. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Kiev ưu tiên kết thúc xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao nhằm giảm thiểu tối đa thương vong cho các binh sĩ. Tuy vậy, nếu các biện pháp này không mang lại hiệu quả, quân đội Ukraine vẫn sẵn sàng để lùi đối thủ trên tiền tuyến. Đồng thời, ông Zelensky kêu gọi các đối tác gây sức ép lên các đồng minh để cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp trên lãnh thổ Nga. Ông nói, chúng tôi cần sự quyết tâm không kém từ các đối tác của mình trong những vấn đề này. Mỗi người bạn của chúng tôi có thể thuyết phục các đồng minh dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa có thể thực sự giúp chúng tôi đến gần chiến thắng hơn. Kuma, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, thông tin mới từ Tel Aviv cho rằng Tehran đang lúng túng trong việc quyết định liệu có nên trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh hay không. Tuy nhiên, việc Iran chưa có hành động cụ thể đã làm dấy lên nhiều giả thuyết, trong đó có việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có thể đang điều chỉnh chiến lược răn đe và kiềm chế những người theo đường lối cứng rắn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cũng như phản đối mọi biện pháp cực đoan nhằm vào Israel. Mặc dù thông tin này thoạt nhìn có vẻ không hợp lý, nhưng nó lại phù hợp với cách Iran đang xử lý tình hình hiện tại. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani đã khẳng định rằng Tehran sẽ khiến Israel phải trả giá cho hành động của mình bằng một động thái hợp pháp và quyết đoán. Những tuyên bố như vậy được lựa chọn đưa ra một cách cẩn thận, cho thấy Iran đang tìm cách duy trì vị thế của mình mà không gây gia tăng căng thẳng. Việc Iran đến nay chưa hành động có thể được giải thích qua nhiều yếu tố. Thứ nhất, chính quyền mới của tổng thống Pezeshkian vẫn chưa ổn định để đưa ra các quyết định lớn. Ngoài ra, Iran có thể đang tính toán kỹ lưỡng về thời gian và quy mô của phản ứng thay vì hành động vội vàng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã sơ tán các cơ sở tình báo và an ninh quan trọng của Israel tại Tel Aviv, chứng tỏ rằng Israel cũng đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất về khả năng tấn công từ Iran. Thứ hai, Iran có thể không muốn làm bên phá đám khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel đang diễn ra với sự can thiệp của nhiều quốc gia trong khu vực và Mỹ. Iran có thể đang cân nhắc kỹ lưỡng về quy mô của cuộc tấn công trả đũa, đặc biệt khi thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị ám sát. Bên cạnh đó, Tehran hiện cũng đang theo dõi chặt chẽ tiến trình ngoại giao quốc tế. Các cuộc đàm phán để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza có thể là yếu tố quyết định trong việc Iran quyết định hành động phái bộ liên hợp quốc của iran tại new york đã khẳng định rằng ưu tiên của iran là thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở gaza tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh rằng nếu cần thiết iran sẽ có phản ứng kịp thời và không gây hại đến tiến trình ngừng bắn như vậy yếu tố then chốt sẽ là tiến triển của các cuộc đàm phán tiếp theo giữa hamas và israel nếu israel đưa ra đảm bảo tại các cuộc đàm phán rằng sẽ không tấn công liban và rút quân khỏi giải gaza iran có thể hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ kế hoạch trả đũa trong bối cảnh đó, Tehran hiểu rõ rằng kết quả của các cuộc đàm phán này có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, đặc biệt là cơ hội của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Iran cũng đã tăng cường đối thoại với Jordani và các quốc gia trong khu vực để đảm bảo lợi ích của mình. Ông Badrakuma cho rằng Iran cũng không muốn xung đột, đặc biệt là khi nước này đã thành công trong việc giảm tổn thất và đảo ngược tình thế với Israel. Hình ảnh quốc tế của Israel đang bị ảnh hưởng do thương vong dân sự lớn ở Gaza và Tehran có thể tận dụng điều này để đạt được các mục tiêu của mình mà không cần sử dụng đến vũ lực. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay là gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây và cải thiện nền kinh tế. Tổng thống Pezeshkian đang ưu tiên quan hệ với phương Tây và các chỉ dấu cho thấy Iran đang hướng tới một chính sách ngoại giao mang tính xây dựng với các cường quốc phương Tây. Trước tình hình trên, Iran có thể sẽ kiềm chế và tiếp tục hành động khôn khéo để duy trì vị thế của mình trên trường quốc tế. Theo Reuters, công tố viên Karim Khan của tòa án hình sự quốc tế ICC yêu cầu các thẩm phán khẩn trương ra quyết định về lệnh bắt giữ đối với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant. Trong hồ sơ tòa án được công bố mới đây, công tố viên Khan đã kêu gọi các thẩm phán cân nhắc lệnh bắt giữ đối với các quan chức Israel và các thủ lĩnh Hamas không nên trì hoãn. Ông Khan cảnh báo bất kỳ sự chậm trễ vô lý nào trong những thủ tục này đều gây ảnh hưởng bất lợi cho quyền của các nạn nhân. Ông Khan nhấn mạnh ICC có thẩm quyền đối với những công dân Israel phạm tội ác tàn bạo ở những vùng lãnh thổ của Palestine và yêu cầu các thẩm phán bác bỏ những thách thức pháp lý do hàng chục chính phủ và các bên khác đưa ra. Công tố viên Khan viết trong hồ sơ, luật quy định tòa án có thẩm quyền trong tình huống này, bác bỏ các lập luận pháp lý dựa trên các điều khoản trong hiệp định Oslo cũng như việc Israel nói nước này đang tiến hành cuộc điều tra riêng về các cáo buộc phạm tội ác xung đột. Các công tố viên của ICC lập luận có căn cứ hợp lý để tin rằng Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallen cũng như Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, chỉ huy quân sự Mohammed al-Masli và một số thủ lĩnh chính trị khác của Hamas là ông Ismail Haniyeh phải chịu trách nhiệm hình sự về cáo buộc phạm tội ác xung đột và tội ác chống lại loài người. Quyết định của ông Khan dĩ nhiên bị giới chức chính trị ở Israel lên án một cách nhanh chóng. Cựu tổng tham mưu trưởng Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh Israel, cùng các ông Netanyahu và ông Gallen đã chỉ trích thông cáo của ICC. Ngoại trưởng Israel Israel Katz cho biết một ủy ban đặc biệt sẽ được thành lập ở Israel để chống trả và làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới để đảm bảo rằng bất kỳ lệnh nào như vậy sẽ không được thực thi đối với lãnh đạo Israel. Đồng minh Mỹ của Israel đã tuyên bố sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt đối với ICC nếu lệnh bắt các quan chức Israel được ban hành. Phía Hamas cũng chỉ trích lệnh bắt, quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuri nói với hãng tin Reuters rằng quyết định của công tố viên ICC đánh đồng nạn nhân với kẻ hành quyết. ICC không có lực lượng cảnh sát hoặc cơ chế thực thi riêng, nhưng các lệnh bắt giữ sẽ hạn chế nghiêm trọng quyền lựa chọn đi lại của những người bị truy tố. 124 quốc gia thành viên của ICC sẽ có nghĩa vụ bắt giữ họ và ngay cả những nước không phải là thành viên cũng sẽ chịu áp lực phải thực hiện việc bắt giữ. ICC có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, được thành lập năm 2002 để điều tra các tội ác nghiêm trọng nhất, trong đó có diệt chủng, tội ác xung đột và tội ác chống loài người. Không giống tòa án công lý quốc tế ICJ, ICC không truy tố các quốc gia mà chỉ nhắm vào các cá nhân. Mới đây, tân ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Arachi tuyên bố chính phủ mới thành lập của nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Syria và Liban. Phát biểu này được ông Arachi đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp của Syria Fasan Mekdad và của Liban Abdallah Bouhabib. Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Syria Mekdad, ngoại trưởng Arachi khẳng định rằng chính quyền mới của Iran sẽ duy trì sự ủng hộ của mình đối với Syria và các quốc gia khác có quan điểm phản đối các hoạt động quân sự của Israel ở khu vực Trung Đông về phần mình ngoại trưởng mekdad nêu bật cam kết của Syria tăng cường quan hệ chiến lược với iran hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tham vấn và phối hợp đang diễn ra để củng cố quan hệ song phương phản đối hoạt động quân sự của israel tại giải gaza cũng như ủng hộ người dân palestine trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng liban bầu habib ông Arachi tái khẳng định iran ủng hộ chính phủ và người dân liban trong khi đó ông habib bày tỏ hy vọng về sự phát triển liên tục của quan hệ và hợp tác song phương hai ngoại trưởng cũng thảo luận về các diễn biến trong khu vực, bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tham vấn về các vấn đề chung. Tân ngoại trưởng Iran Arachi cũng đã điện đàm với người đồng cấp Anh và Pháp. Trong các cuộc trao đổi, ông khẳng định Iran có quyền đáp trả Israel liên quan vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào cuối tháng 7 vừa qua. Căng thẳng đã gia tăng kể từ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh và chỉ huy Hezbollah Fuad Suuk, hồi cuối tháng 7 dẫn đến tình trạng bạo lực tiếp tục liên quan đến các nhóm vũ trang trong khu vực và gia tăng xung đột xuyên biên giới. Ít ngày trước, theo hãng thông tấn chính thức IRNA, phát biểu trước quốc hội Iran, ông Araki đã trình bày quan điểm của mình đối với chính sách đối ngoại của Iran. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Nga và các quốc gia đã hỗ trợ Iran vượt qua các lệnh trừng phạt, cũng như các cường quốc mới nổi ở châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Á sẽ đóng vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Hồi giáo Ông Arachi cũng cam kết tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và kết nối cơ sở hạ tầng của Iran với các nước này. Đối với châu Âu, ông Arachi cho rằng việc cải thiện quan hệ sẽ phụ thuộc vào việc châu Âu điều chỉnh lập trường không đúng đắn và đối nghịch của họ đối với Iran. Liên quan tới quan hệ với Mỹ, ông Arachi nhấn mạnh chiến lược kiềm chế hành vi đối nghịch trong khi nỗ lực giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Ông Arachi, 61 tuổi, trước đây từng là thứ trưởng ngoại giao và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran đang bắt đầu dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao của Iran trong chính quyền của tổng thống Pezeshkian. Theo giới quan sát, ông Akarchi là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm và theo phong cách thực dụng. Hezbollah vừa tiết lộ một đoạn video mới, hé lộ các đường hầm bí mật chứa vũ khí của họ, được cho là lời cảnh báo gửi đến Israel trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai bên. Theo AFP, động thái này là một phần trong chiến lược lâu dài của Hezbollah. Trong trường hợp xảy ra một cuộc giao tranh lớn với Israel. Với tiết lộ mới về hầm ngầm vũ khí này, Hezbollah dường như muốn nhấn mạnh khả năng phòng thủ của mình và gửi đi thông điệp rằng họ đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào trong tương lai. Đoạn video dài 4 phút rưỡi của Hezbollah cho thấy một hệ thống đường hầm ngầm đủ lớn để chứa cả đoàn xe tải. Những chiếc xe tải này dường như đang vận chuyển tên lửa và bệ phóng ở cơ sở Imad 4, được đặt tên theo chỉ huy cấp cao Hezbollah, Imad Muknieh người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Damas năm 2008 mà Israel bị cho là thủ phạm. Ông Nicholas Blanford, chuyên gia về Hezbollah tại Beirut và thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định rằng đoạn video có thể là một lời cảnh báo đối với Israel. Hezbollah dường như muốn nhắc nhở Israel về khả năng triển khai vũ khí mạnh mẽ của mình nếu cuộc tấn công của Israel trở nên quá mạnh. Trong khi đó, ông Hani Farid, một chuyên gia pháp y kỹ thuật số tại đại học california berkeley cho biết đoạn video dường như không phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng một số phần của video có thể kết hợp các cảnh quay cgi cổ điển ám chỉ đến hình ảnh do máy tính tạo ra chuẩn tướng đã nghỉ hưu người liban monia chd cho rằng đoạn video cho thấy hệ thống đường hầm của hezbollah rất sâu lớn và phức tạp làm tăng độ khó khăn hoặc thậm chí không thể tiếp cận đối với israel những đường hầm này được xem như một yếu tố chiến lược quan trọng trong khả năng phòng thủ của hezbollah iran được cho là hỗ trợ hezbollah cũng đã xây dựng các cơ sở ngầm tương tự trên khắp lãnh thổ của mình đại sứ quán tehran tại beirut cho biết họ gọi các cơ sở tên lửa ngầm của mình là thành phố tên lửa cho phép các lực lượng iran tấn công đối phương từ bất kỳ đâu trong nước đoạn video của hezbollah dường như muốn nhấn mạnh rằng những thành phố tên lửa tương tự cũng tồn tại ở miền nam Liban, một khu vực mà Hezbollah có sự hiện diện mạnh mẽ. Nhà phân tích quân sự Hisham Jabe cho biết, đến nay rất ít thông tin về các bong ke và đường hầm ngầm tối mật của Hezbollah được tiết lộ. Ông cho rằng imat 4 chỉ là một trong số hàng chục cơ sở tương tự, với địa hình núi non ở miền nam Liban là nơi lý tưởng để xây dựng các cơ sở này. Các máy bay chiến đấu của Israel sẽ khó lòng tiếp cận các đường hầm được trang bị đầy đủ này, nơi các thành viên của Hezbollah có thể hoạt động trong nhiều tháng. Ông Ona Misrahi, một chuyên gia về Hezbollah tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia INSS có trụ sở tại Tel Aviv cho biết Israel đã biết về sự tồn tại của các cơ sở ngầm này từ lâu và có kinh nghiệm đối phó với các đường hầm của Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, việc đối phó với hệ thống đường hầm của Hezbollah sẽ là một thách thức lớn hơn nếu xung đột toàn diện nổ ra. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhận định vòng đàm phán mới nhất về ngừng bắn ở gaza vừa diễn ra tại cairo ai cập rằng đã có tiến triển điều chúng ta cần bây giờ là cả hai bên cùng hợp tác và nỗ lực hướng tới việc thực hiện ông kirby cho biết các cuộc đối thoại sơ bộ đã diễn ra theo hướng xây dựng thêm rằng thông tin nỗ lực ngoại giao sắp sụp đổ là không chính xác mỹ đã cử giám đốc cơ quan tình báo trung ương mỹ cia william burns và một số quan chức khác tới hội nghị tham gia cùng những người đứng đầu các cơ quan tình báo và an ninh của israel Nguồn thạo tin cho biết các cuộc đàm phán này chuẩn bị cho một vòng đàm phán mở rộng dự kiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 8. Washington đang thảo luận với các nhà trung gian hòa giải về các đề xuất mới để thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas cũng như các cơ chế để thực hiện thỏa thuận. Các cuộc đàm phán ngày 25 tháng 8 sẽ là một bước quan trọng hướng tới một thỏa thuận và các bên có thể đạt được nếu Mỹ có thể gây sức ép với thủ tướng Netanyahu. Trong khi quan chức cấp cao của Hamas ông Hossam Badran cho rằng việc thủ tướng Netanyahu kiên quyết yêu cầu quân đội Israel duy trì sự hiện diện tại giải đất dọc biên giới Gaza Ai Cập, còn được gọi là hành lang Philadelphia, là sự từ chối đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt hơn 10 tháng xung đột giữa Israel và Hamas. Sự lạc quan trước đó trong nhiều tháng đàm phán đã được chứng minh là không có cơ sở. Bạo lực diễn ra dữ dội ở cả phía Bắc, miền Trung và phía Nam Gaza. Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục nghìn dân thường đã tiếp tục di rời từ vùng Dei Embala và thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza sau lệnh sơ tán của Israel. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột đã buộc hầu như toàn bộ dân số Gaza phải di rời nhiều lần, khiến họ không có nơi trú ẩn, nước sạch, cũng như các nhu yếu phẩm khác khi dịch bệnh lây lan. Các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và ngăn chặn một cuộc chiến rộng lớn hơn đã được thúc đẩy mạnh mẽ sau các vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Tehran, Iran và chỉ huy quân sự hàng đầu của phong trào Hezbollah là Fuad Shuk tại Beirut, Liban vào cuối tháng trước. Cơ sở của các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza là một khuôn khổ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vạch ra vào cuối tháng 5 năm 2024. Giai đoạn đầu của kế hoạch gồm 3 giai đoạn này sẽ chứng kiến việc trao đổi con tin trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần. Theo kế hoạch, lực lượng Israel sẽ rút khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ đề xuất của Mỹ nhằm thu hẹp khác biệt và đạt được lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Hossam Badran cho biết, Hamas đã chấp nhận kế hoạch của tổng thống Biden, đồng thời yêu cầu Washington tăng cường sức ép với nhà lãnh đạo Israel. Theo Pierre Boussen, nhà nghiên cứu chuyên về thế giới Ả Rập, bờ Tây đã ở trong tình trạng mong manh trước khi Hamas tấn công Israel vào tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó, vùng lãnh thổ này đã bị rung chuyển bởi tình trạng hỗn loạn kinh tế khiến chính quyền Palestine PA phải đứng trước ngã ba đường và cuối cùng có thể dẫn đến việc thay thế bằng một cấu trúc quản lý mới. Mặc dù giải Gaza về mặt lý thuyết nằm dưới quyền quản lý hành chính của PA có trụ sở tại Ramallah của bờ Tây, nhưng thực tế là khu vực này đã bị Hamas kiểm soát kể từ năm 2007. Trước khi xung đột với Israel nổ ra, bờ Tây đã cho thấy sự cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Những dấu hiệu đáng khích lệ như doanh thu thuế tăng và xuất khẩu mạnh sang Israel cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, sau 10 tháng xung đột ở Gaza, PA đang bên bờ vực sụp đổ. Gần như ngay sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Israel đã cấm khoảng 140.000 công nhân bờ Tây tiếp tục làm việc trên lãnh thổ Israel, một đòn giáng nặng nề vào nền kinh tế Palestine. Sau đó, việc chuyển tiền thuế của PA do Israel thu và chuyển giao sau khi trừ chi phí dịch vụ, ví dụ như nước thải và điện do Tel Aviv cung cấp đã bị đình chỉ một phần. Khoản doanh thu hàng tháng 175 triệu đô la Mỹ này là nguồn thu nhập chính của PA trong những năm gần đây. Kho bạc của PA đã bị rút cạn để trả lương cho các công chức và cung cấp các dịch vụ công như y tế, giáo dục với rất ít hy vọng được bổ sung. Israel cũng đã chấm dứt một cơ chế tài chính có từ Hiệp định Oslo 1993. 1995. Theo đó, chính phủ Israel thu và chuyển cho PA thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào các vùng lãnh thổ Palestine. Tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người đang giảm và lạm phát đang tăng vọt. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, thâm hụt ngân sách sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm. Chủ một cửa hàng tạp hóa địa phương nhỏ cho biết doanh số của cửa hàng đã giảm 70%, hơn 1 phần 3 người tiêu dùng sử dụng tín dụng để mua thực phẩm hàng ngày các ngân hàng ở Ramallah quản lý 22 tỷ đô la Mỹ tài sản trước xung đột đang ở trong tình trạng cực kỳ bất bình. Israel đang cân nhắc đình chỉ lệnh miễn trừ bảo vệ được ban hành hàng năm cho phép các chủ nợ của mình làm việc với các tổ chức tài chính của Palestine. Điều này đã khiến Mỹ phải can thiệp để ngăn Israel cắt đứt quan hệ ngân hàng với PA. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo Tel Aviv về hậu quả tiềm ẩn của việc này, nhấn mạnh rằng một sự giãn nứt như vậy có thể khiến PA rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Vấn đề lao động cũng trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với PA khi Israel đình chỉ việc làm của công nhân Palestine, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng trong các ngành như xây dựng, nông nghiệp và khách sạn. Ngành xây dựng dân dụng vốn phụ thuộc nhiều vào lao động Palestine đã giảm 95% khi xung đột Israel Hamas nổ ra. Mặc dù có hy vọng về sự trở lại của một số lao động Palestine, Israel đã chuyển hướng tìm kiếm lao động từ các nước châu Á như Ấn Độ và Sri Lanka. Các thỏa thuận tuyển dụng lao động với các quốc gia này đang được thúc đẩy với mục tiêu thay thế lực lượng lao động Palestine trong vòng 3 đến 4 năm tới. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì sự mơ hồ về các biện pháp của mình, coi đây là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, bất kỳ sự gián đoạn hoàn toàn nào trong quan hệ kinh tế với Israel sẽ đẩy PA vào nguy cơ phá sản vì nền kinh tế của PA gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế Israel. Về kế hoạch dài hạn Israel đang đứng trước một sự chia rẽ nội bộ về cách tiếp cận với PA. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, đại diện cho phe cánh hữu, cho rằng không nên hỗ trợ PA, trong khi quân đội và các cơ quan tình báo lại tin rằng việc duy trì một đối tác Palestine yếu vẫn là cần thiết để ổn định tình hình. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã đăng tải đoạn video phát biểu kỷ niệm ngày quốc khánh Đoạn video được quay trong một khu rừng nằm trên đồi cao ở vùng biên giới Sumy, cách ranh giới với tỉnh Kursk của Nga vài km, nơi ông Zelensky khẳng định là điểm Kiev phát động cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine tuyên bố, Nga muốn làm một điều, hủy diệt chúng ta. Thay vào đó, chúng ta kỷ niệm 33 năm ngày quốc khánh Ukraine. Những điều đối phương đã mang đến đất nước chúng ta, đó là xung đột đã được mang về cửa nhà họ. Chỉ trích Tổng thống Nga, ông Zelensky tố cáo ông Putin liên tục đe dọa người khác bằng nút bấm đỏ, ám chỉ nút triển khai bom hạt nhân. Cũng trong đoạn video nói trên, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine quyết tâm bảo vệ nền độc lập và đang đưa cuộc xung đột về nơi nó xuất phát với những đòn tiến công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky tuyên bố người Ukraine luôn biết cách đáp trả. Bất kỳ ai muốn gieo rắc đau khổ trên mảnh đất của chúng tôi đều sẽ tự chuốc lấy đau khổ, đủ cả vốn lẫn lời bất kỳ ai mang tai ương đến mảnh đất của chúng tôi đều sẽ phải gặt hái hậu quả trên chính lãnh thổ của họ. Phát biểu được ông Zelensky đưa ra trong bối cảnh Ukraine gần đây mở chiến dịch quy mô lớn tấn công tỉnh Kursk của Nga, đồng thời tăng cường tập kích các mục tiêu sâu trong lãnh thổ nước này bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa. Ông cảnh báo đối phương sẽ hiểu thế nào là đáp trả theo kiểu Ukraine, thích đáng, tương xứng và tập kích tầm xa đòn đáp trả từ Ukraine sớm muộn sẽ ập đến bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Nga là điểm xuất phát của mối đe dọa tới sinh mệnh quốc gia và dân tộc chúng tôi. Đồng thời ông nhắc đến các căn cứ không quân Nga như Savasleka, Olenia và Engels. Quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk và tuyên bố đã kiểm soát hàng chục ngôi làng trong chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Nga gọi chiến dịch tấn công của Ukraine ở Kursk là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Các chuyên gia nhận định một trong những mục tiêu của Kiev khi mở chiến dịch là nhằm phân tán bớt lực lượng của Nga ở mặt trận phía đông, qua đó giảm áp lực cho quân đội Ukraine tại đây. Tạp chí Forbes của Mỹ đưa tin, gần 20 ngày sau chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, các cuộc giao tranh hỗn loạn vẫn đang diễn ra quân đội Nga đang cho thấy mức độ kháng cự mạnh mẽ so với giai đoạn đầu. Tổn thất với lực lượng Ukraine đang gia tăng. Tuy nhiên, mới đây, lực lượng của Moscow đã mắc phải sai lầm đáng tiếc. Khi đội quân tiên phong của Ukraine đã tiến vào làng Ruskaya, Konopenka thuộc quận Suzansky, tỉnh Kursk, trên chiếc xe tải bọc thép Kozaks, theo Force, có khả năng các binh sĩ trên xe thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 hoặc 61, đội hình gần như lớn nhất của Ukraine. Trong lúc tiến vào Ruskaya, Konopenka từ phía Tây dọc theo con đường chính xuyên qua ngôi làng, chiếc cô giác của Ukraine đã chạm chán xe chiến đấu bọc thép BMP-2 của Nga tại ngã tư đường. Những chiếc BMP này nhiều khả năng đến từ trung đoàn tấn công đường không số 56 của Nga. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy, một chiếc BMP-3 đã khai hỏa bằng pháo tự động 2A72 30mm nhằm vào mục tiêu mà họ tin là chiếc xe bọc thép Kozak của Ukraine. Song trên thực tế, Force cho biết hỏa lực từ BMP-3 đã phá hủy chiếc BMP-2 của Nga, đốt cháy nó ở tầm gần, trong lúc chiếc Kozak của Ukraine chuyển sang chế độ lùi và rút lui. Tạp chí Mỹ cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn tới thiệt hại của Nga là do trong thành phần tham chiến có cả những lính nghĩa vụ trẻ tuổi chưa được huấn luyện bài bản. Trong một diễn tiến đáng chú ý khác, Force cho biết một lữ đoàn tấn công đường không của Ukraine đã cắt đứt và bao vây một sư đoàn của Nga. Đáng lưu ý, thông tin này do Yuri Podolyak, một tuyên truyền viên nổi tiếng của Nga công bố. Theo xác minh của Force, đích thực có bằng chứng cho thấy lữ đoàn 95 của Ukraine đã có mặt tại Malia Lugnia. Máy bay không người lái UAV của Ukraine đã ghi lại cảnh một trong những xe chiến đấu Marder do Đức sản xuất của lữ đoàn này bắn phá vào các vị trí của Nga. Từ thực tế chiến đấu cho thấy, Nga có một số điểm yếu quan trọng. Thứ nhất là Liên bang Nga không đủ các phương tiện giám sát trên không và cảnh báo sớm trên không để chống lại hoạt động tấn công của Ukraine một cách hiệu quả. Thứ hai là Liên bang Nga thiếu khả năng triển khai các đội tuần tra chiến đấu trên không CAP thường trực cần thiết để đánh chặn các máy bay chiến đấu của Ukraine trước khi chúng có thể ném bom vào các mục tiêu ngoài tiền tuyến. Thứ ba, Liên bang Nga thiếu một mạng lưới phòng không đủ khả năng bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước các cuộc không kích của Ukraine do máy bay chiến đấu, tên lửa và máy bay không người lái thực hiện. Tờ Moskovsky Kosmolet của Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định những phía chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào Kursk sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trả lời phỏng vấn Moskovsky Komsomolets, Đại tá về hưu Anatoly Matvichuk, đồng thời là chuyên gia quân sự Nga cho biết, Tổng thống Putin muốn gửi thông điệp tới Washington. Điện Kremlin đang chuẩn bị đáp trả cả Ukraine và phía tài trợ cho Kiev trong cuộc tấn công vào Kursk. Ông Matvichuk nói về các kịch bản trả đũa có thể xảy ra. Lực lượng Nga có khả năng sẽ mở rộng mặt trận theo các hướng Sumy và Chernigov. Ngoài ra, sẽ có quyết định về việc phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sắt và các cơ sở năng lượng còn hoạt động ở Ukraine. Theo vị đại tá, trong đợt tấn công trả đũa, một loạt vũ khí của Nga sẽ được huy động với số lượng lớn, bao gồm bộ ba tên lửa siêu thanh nguy hiểm nhất hiện nay, Yukon, Kinza và Kalib. Những tên lửa này có thể phá hủy mọi thứ cho đến tận những cây cầu bắc cao sông đến Niep. Nga hiện đang tăng cường quân số đáng kể tại khu vực Kursk. Theo các thông tin từ Mỹ, một số đơn vị quân đội Nga dự kiến sẽ đến trong vòng vài ngày tới, trong khi phần lớn lực lượng tiếp viện sẽ đến trong khoảng 2 tuần. Ông Mark Kansian, đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho rằng việc Ukraine tìm kiếm lợi ích ở khu vực này mà không củng cố phòng thủ có thể dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng. Ông Kansian khuyến nghị Ukraine nên thiết lập các tuyến phòng thủ vững chắc và triển khai các biện pháp bảo vệ khu vực đã kiểm soát. Zvezda, kênh truyền hình nhà nước do Bộ Quốc phòng Nga quản lý, đã chia sẻ video các thủy thủ nước này ngồi đung đưa trên xích đu trong lúc điều khiển thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất drone FPV trên vùng biển thuộc Vịnh Phần Lan. Một xuồng không người lái USV của Nga xuất hiện trên mặt nước, giống loại khí tài được Ukraine thường xuyên sử dụng để tấn công hạm đội biển đen ở xung quanh khu vực bán đảo Crimea. Trong bình luận đăng trên Telegram, Zvezda cho biết chuyển động lắc lư trên xích đu giúp các thủy thủ Nga làm quen với sóng biển, dường như nhằm thích nghi với hoàn cảnh phải điều khiển drone trên thuyền trong điều kiện thời tiết xấu. Theo Zvezda, drone đang rất được các thủy thủ Nga quan tâm và vũ khí này có thể chống USV một cách hiệu quả. Xuồng không người lái cảm tử là mối đe dọa lớn với hải quân Nga trong cuộc xung đột. Theo nghiên cứu, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, xuồng cảm tử không người lái của Ukraine đã tấn công 22 tàu chiến Nga và phá hủy 8 tàu. Trong đó, chỉ riêng USV Magura V5 đã tấn công 14 tàu. Magura V5 là xuồng không người lái do doanh nghiệp nhà nước Ukraine Spetsnaz-Export thiết kế và phát triển. Ngoài các cuộc tấn công cảm tử, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám và giám sát. USV này thường được lực lượng đặc biệt nhóm 13 thuộc Tổng cục Tình báo HUR của Ukraine sử dụng. Trong khi, Nga đã áp dụng nhiều cách để đối phó, bao gồm tăng cường tuần tra bằng chiến đấu cơ, bố trí tổ đội súng máy trên tàu và gia cố lớp phòng thủ ở bến cảng. Dù vậy, các phương án tốn nhiều công sức này, phần lớn vẫn chưa phát huy hiệu quả. Hồi tháng 5, video đăng trên mạng xã hội cho thấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV của Nga hạ độ cao, tăng tốc và lao vào mạng phải xuồng không người lái cảm tử USV Magura V5 do Ukraine chế tạo. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh Nga sử dụng drone mang thuốc nổ tập kích xuồng cảm tử của Ukraine. Tài khoản Tactican gạch dưới 13 trên Telegram nhiều khả năng có liên hệ với hạm đội biển đen Hải quân Nga cho biết khi đăng video, bình sĩ Nga có thể làm những thứ mà các huấn luyện viên nước ngoài của đối phương không thể học theo dù tiêu tốn rất nhiều tiền điều này sẽ tiếp diễn trong khi đó trung tướng kirilo budanov lãnh đạo tổng cục tình báo quốc phòng ukraine gur nhận định đây có thể là một trong những chiếc usv magura v của họ đã mất tích trên biển trong những cuộc tập kích trước đây và đã mất khả năng cơ động để né tránh đòn tập kích tướng kirilo budanov cũng tiết lộ một số xuồng không người lái ukraine đã bị drone nga phá hủy trong những tháng gần đây nhưng không cho biết con số cụ thể theo chuyên gia người Ukraine, ông Alexey Kursk, trong 75 năm nữa, dân số Ukraine có thể giảm xuống còn 10 triệu người do di cư và tỷ lệ sinh ở phụ nữ giảm. Đây là thảm họa quốc gia. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Kus cho hay, vào năm 2023, 187.000 trẻ em được sinh ra ở Ukraine, trong khi một năm trước đó là 230.000 trẻ em, đồng nghĩa với việc tỷ lệ sinh giảm hơn 30%. Tuy nhiên, theo ông Kus, quy mô của thảm họa có thể còn lớn hơn. Ông không loại trừ rằng 187.000 trẻ sơ sinh bao gồm tất cả trẻ em được cơ quan đăng ký Ukraine cấp giấy khai sinh, tức là con số này cũng bao gồm cả những trẻ sinh ra ở nước ngoài, chủ yếu ở Liên minh châu Âu (EU). Chuyên gia người Ukraine nhấn mạnh, xung đột là một thảm kịch quốc gia và cuộc khủng hoảng nhân khẩu học là thảm họa quốc gia. Tôi không hiểu tại sao nhiều người vẫn chưa nhận ra sự thật đơn giản này. Vào đầu tháng 8, dữ liệu được Open Data Bot, công ty cung cấp dữ liệu thống kê chính thức cho chính phủ Ukraine chỉ ra, trong nửa đầu năm 2024, có gần 88.000 trẻ em được sinh ra tại Ukraine, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi hơn 250.000 ca tử vong ở trẻ em được báo cáo. Vào tháng 4, các nhà báo Ukraine, sau khi phân tích tài liệu từ Bộ Chính sách Xã hội Ukraine về chiến lược phát triển nhân khẩu học của nước này, đã báo cáo tỷ lệ sinh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 300 năm qua. Không chỉ vậy, tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, hồi tháng 2 cho biết, khoảng hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Theo đài NPA, xung đột cũng là một trong những lý do khiến nhiều người dân quyết định không chịu sinh con. Nhiều người dân lo ngại về an ninh quốc gia và xung đột bạo lực kể từ năm 2014, thời điểm Nga sắp nhập bán đảo Crimea. Người dân Ukraine mong muốn sinh con trong môi trường an toàn và đầy đủ điều kiện. Tuy nhiên, tình hình xung đột Nga-Ukraine hiện nay càng khiến người dân nước này không muốn sinh con. Ngoài ra, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn, UNHCR ước tính, 6 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự. Những điều trên làm dân số nước này sụt giảm đáng kể. Mặt khác, tình hình kinh tế ngặt nghèo tại Ukraine khiến nhiều người dân quyết định từ bỏ quê hương, tìm kiếm một công việc tại đất nước khác. Theo Al ít nhất 8 triệu người Ukraine làm việc ở nước ngoài. Đối với nhiều người trẻ, họ quyết định tìm kiếm công việc tại Liên minh châu Âu, EU vì mức lương cao hơn và có cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhiều thập kỷ qua, Nga đã không tạo ra thêm chiếc Tu-22 nào, trong khi đó những tổn thất do cuộc xung đột gây ra ngày càng cao, khiến Tu-22 ngày càng ít đi. Việc mất đi những chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 được xem là tổn thất không nhỏ đối với quân đội Nga, bởi vì đây là những chiếc máy bay ném bom uy lực còn sót lại từ thời Liên Xô. Sau khi mất một máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 ở tỉnh Ikutsk vào ngày 15 tháng 8, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là mỗi năm Nga sản xuất được bao nhiêu oanh tạc cơ loại này và hiện tại lực lượng không quân Nga còn lại bao nhiêu chiếc. Theo thống kê, tổn thất của Tu-22M3 không chỉ do thảm họa tai nạn mà còn do các hành động của lực lượng vũ trang Ukraine gây ra, cụ thể như một chiếc bị hệ thống tên lửa phòng không S-200 bắn rơi ngày 19 tháng 4, hai chiếc bị máy bay không người lái tầm xa tấn công làm hư hại tại căn cứ không quân Olenia vào ngày 25 tháng 7, một chiếc bị phá hủy hai chiếc hư hại tại căn cứ không quân Solzi -Si trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 19 tháng 8 năm 2023. Ba chiếc bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa tại căn cứ không quân Diagilevo ngày 5 tháng 12 năm 2022. Một chi tiết đáng quan tâm là việc sửa chữa những chiếc máy bay Tu-22M3 bị hư hỏng là một vấn đề cực kỳ khó khăn do tuổi thọ của những chiếc Tu 22M này đã quá cao, nhiều chiếc đã hết niên hạn sử dụng từ lâu. Nhiều thập kỷ qua, Nga đã không sản xuất thêm oanh tạc cơ Tu 22M ở bất kỳ biến thể nào. Chiếc Tu 22M3 cuối cùng được sản xuất là vào năm 1993. Nguồn dự trữ duy nhất còn lại mà Nga có thể sử dụng là 6 chiếc máy bay đã nằm ngoài trời trong khoảng 30 năm. Ngoài ra, Nga có thể cố gắng khôi phục một số khung máy bay Tu 22 đã ngừng hoạt động và đang được cất giữ trong kho nhưng vấn đề chính đối với Nga là họ không còn động cơ máy bay phản lực cánh quạt NK25 cho Tu-22M3 nữa, bởi vì từ năm 1996, Nga đã ngừng sản xuất động cơ này. Điều đó có nghĩa là để khôi phục dòng máy bay Tu-22M3 thì Nga phải giải quyết được bài toán về động cơ. Đó là lý do tại sao Nga muốn lắp động cơ NK32 từ máy bay ném bom hạng nặng chiến lược Tu-160 cho máy bay Tu-22M3M phiên bản hiện đại hóa. Việc sản xuất động cơ phiên bản NK3202 đã được nối lại vào năm 2016 nhưng vẫn chưa có thông tin về việc lắp đặt các động cơ này trên Tu-22M3M. Chương trình hiện đại hóa Tu-22 lên phiên bản M3M sẽ nâng cấp 80% thiết bị điện tử trên máy bay, mở rộng khả năng mang vũ khí và bổ sung thêm khoang tiếp nhiên liệu trên không nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ của máy bay thêm khoảng 10 năm nữa. Tuy vậy, tiến độ hiện đại hóa diễn ra rất chậm chạp. Đến nay mới chỉ có hai chiếc tu-22m3m được thông báo đã hoàn thành. Ngoài ra, điều cần lưu ý là Nga chỉ gửi tối đa 30 máy bay tu-22m3 để hiện đại hóa thành biến thể tu-22m3m. Do đó, mỗi lần mất một chiếc tu-22m3 được xem là tổn thất lớn đối với Nga. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, Mỹ cùng đồng minh phương Tây đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài, hầu hết là ở châu Âu và một phần nhỏ ở Mỹ. Nhiều tài sản của cá nhân tổ chức Nga cũng bị đóng băng. Vào tháng 6, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã nhất trí thỏa thuận cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ từ tiền lãi thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi thỏa thuận của G7 liên quan đến tài sản bị phong tỏa của Nga là một kết quả quan trọng. Ông nhấn mạnh đây là khẳng định rằng chúng tôi sẽ không lùi bước. Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay Ukraine đang ngày càng tỏ ra hoang mang về tiến độ hoàn tất thỏa thuận sẽ mở khóa để giải ngân khoản hỗ trợ 50 tỷ đô la Mỹ nói trên. Mặc dù khoản viện trợ 50 tỷ đô la Mỹ được Ukraine đánh giá cao nhưng giải pháp này cũng đặt ra những thách thức cho các nhà hoạch định chính sách vì sẽ cần đợi vài năm lợi nhuận từ tài sản đóng băng để trả nợ. Các nhà phân tích cảnh báo những rắc rối phát sinh nếu Nga giành lại quyền kiểm soát số tài sản bị đóng băng hoặc lợi nhuận thu được từ đó không để trả nợ. Việc thực thi kế hoạch tới nay vẫn tương đối y ạch do các yêu cầu từ Mỹ và mối đe dọa từ Hungary, một thành viên EU có thể chặn quyết định của Liên minh châu Âu trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Ukraine đang chờ đợi các động thái của phương Tây liên quan tới số phận của khoản tiền trên khi thời hạn cuối năm sắp tới. Với việc Ukraine đang đạt được đà tiến ở Kursk, họ hy vọng có thể chớp thời cơ để giành được thêm lãnh thổ, nhằm khiến lá bài đàm phán với Nga có sức mạnh hơn. Tuy nhiên, việc phương Tây vẫn chưa thể thống nhất được cách thức hỗ trợ đang khiến Ukraine lo ngại. Trong khi đó, chỉ huy có biệt hiệu Kho của Trung đoàn 14 của Ukraine nói với tờ The Wall Street Journal rằng các đơn vị của ông đang gặp khó khăn trước một nhóm khoảng 80 binh sĩ Nga tại Kursk trong tuần này. Nhóm binh sĩ Nga tấn công sau khi một loạt 21 quả bom lướt được thả xuống ngôi làng do Ukraine kiểm soát. Binh sĩ của chỉ huy Kho nằm trong số những đơn vị đầu tiên đến Kursk vào đầu tháng 8. Hiện tại, họ đang cố thủ trong các căn hầm ở phía bắc thị trấn Suza trong khi triển khai các máy bay không người lái UAV trinh sát và tấn công để hỗ trợ bước tiến của toàn quân. Ông Kho nói rằng Nga đã tái triển khai các lực lượng được trang bị tốt hơn và có kinh nghiệm chiến đấu hơn đến khu vực. Thông qua hình ảnh quay được từ UAV, ông thấy binh sĩ Nga đang gia cố và thiết lập các vị trí phòng thủ dọc theo tiền tuyến, chờ đợi một cuộc xung đột kéo dài. Chưa rõ số lượng binh sĩ Nga được điều đến Kursk từ các vùng khác ở miền đông Ukraine là bao nhiêu, nhưng các quan chức Mỹ tuần trước nói rằng con số có thể lên đến hàng nghìn người. Báo Pravda của Nga mới đây cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai vào kho dầu ở quận Proletarsk, gần thành phố Rostov-on-Don. Kho dầu này đã cháy suốt 6 ngày kể từ cuộc tấn công đầu tiên trước đó. Người ta tin rằng cuộc tấn công thứ hai vào căn cứ dầu nhằm mục đích làm cho đám cháy lan sang các bồn chứa kerosene. Điều này có thể làm tăng diện tích cháy một cách đáng kể. Do tình hình nguy hiểm gần Rostov-on-Don, cư dân địa phương phải rời bỏ nhà cửa để tránh hít phải khí thải từ đám cháy. Đám cháy ở Proletarsk bắt đầu vào sáng ngày 18 tháng 8 sau khi các máy bay không người lái của Ukraine đâm vào kho dầu tình trạng khẩn cấp đã được công bố tại thành phố để khắc phục hậu quả của sự cố. Theo báo cáo mới nhất, 47 người, tất cả đều là lính cứu hỏa đã bị thương do đám cháy. 15 người trong số họ đã được nhập viện, số còn lại được điều trị ngoại trú. Sau vụ tấn công đầu tiên, hãng thông tấn TASS cho biết lửa đã bao trùm một diện tích 10.000m2 10 của nhà máy và người đứng đầu cơ quan quản lý quận Proletarsk cho biết đã có hơn 500 lính cứu hỏa được gửi đến để dập lửa. Ở một diễn biến khác, Reuters dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bộ này đã đặt lệnh trừng phạt nhằm vào 400 tổ chức cá nhân vì hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Trong số 400 cá nhân và tổ chức mới được đưa vào danh sách trừng phạt, bao gồm cả các công ty Trung Quốc mà các quan chức Mỹ tin rằng đang giúp Moscow lách lệnh trừng phạt của phương Tây và xây dựng quân đội. Washington đã nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh về việc hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và đã ban hành hàng trăm lệnh trừng phạt nhằm hạn chế khả năng khai thác một số công nghệ nhất định cho mục đích quân sự của Moscow. Bộ ngoại giao Mỹ nêu rõ các lệnh trừng phạt đối với 190 mục tiêu bao gồm các biện pháp chống lại các công ty Trung Quốc tham gia vận chuyển máy công cụ và thiết bị vi điện tử đến Nga. Song song với bộ ngoại giao, Bộ tài chính Mỹ cho biết họ cũng đang nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia có liên quan đến việc mua đạn dược và các vật tư khác cho Nga, giúp các nhà tài phiệt Nga và những người khác trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa vàng cho một công ty bị trừng phạt. Chính quyền Biden cũng đã thêm 123 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, được gọi là danh sách thực thể, buộc các nguồn cung phải có giấy phép trước khi vận chuyển đến các công ty mục tiêu. Những thực thể được thêm mới đây bao gồm 63 thực thể ở Nga và 42 thực thể ở Trung Quốc. Mỹ đã liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào hàng trăm thực thể trên toàn thế giới mỗi lần công bố các cá nhân tổ chức được cho là có mối liên hệ để củng cố ngành công nghiệp quân sự Nga. Câu hỏi tiêm kích MiG-35 Fulcrum F, chiếc máy bay chiến đấu của Nga được quảng cáo là có thể đánh bại F-35 của Mỹ hiện đang ở đâu, đã thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí phương Tây. Trong cuộc xung đột Ukraine, không quân Nga đã tung vào toàn bộ sức mạnh thông qua những chiếc chiến đấu cơ Su-25 Su-27, Su-30, Su-35, Su-34 và MiG-29. Thậm chí còn có những thông tin về việc tiêm kích Su-57 đã tham chiến. Mặc dù vậy, chiếc tiêm kích vẫn được người Nga gọi là khắc tinh của F-35, chính là MiG-35 lại vắng mặt một cách cực kỳ đáng ngờ và không thể tránh khỏi thắc mắc xung quanh vấn đề này. Chuyên gia quân sự nổi tiếng người Mỹ Peter Shukil đã đặt ra câu hỏi MiG-35 ở đâu? Đồng thời tự trả lời rằng Mic 35 rõ ràng giống một chiêu thức tiếp thị mà Nga đưa ra, hơn là được xem như đối thủ thực sự của các tiêm kích tàng hình NATO như F-35. Thực tế những gì diễn ra trên chiến trường Ukraine rõ ràng gây nhiều nghi ngờ về hiệu quả cũng như tương lai của Mic 35. Nhà phân tích nhấn mạnh nói một cách thẳng thắn, một thủ thuật tiếp thị đã được người Nga sử dụng. Tiêm kích Mic 35 lần đầu được giới thiệu ra trước công chúng trong triển lãm hàng không MAKS 2017. Tiêm kích này thừa hưởng những đặc tính tốt từ Mic 29 đặc biệt là độ tin cậy và độ đơn giản. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mic 35 so với Mic 29 là hệ thống điện tử hoàn toàn mới được trang bị trên tiêm kích này. Mic 35 được trang bị radar quét mảng pha chủ động, Juk A với khả năng theo dõi cùng một lúc 30 mục tiêu trên không trong phạm vi 200 km, cùng hệ thống điều khiển điện tử từ xa ba kênh. Tiêm kích Mic 29 đời đầu có hệ thống điều khiển cơ học. Ngoài ra, Mic 35 được trang bị hai hệ thống định vị quang học với chức năng dẫn đường cho vũ khí như radar nhưng không phát ra bức xạ điện tử và giúp MiG-35 khó bị phát hiện hơn. Các mục tiêu sẽ được hiển thị trên mũ bảo hiểm của phi công điều khiển. Tiêm kích MiG-35 có tuổi thọ động cơ cao hơn và chi phí cho mỗi giờ bay được giảm xuống 2,5 lần so với mẫu tiêm kích MiG cũ. Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố từ phía Nga về việc MiG-35, thực tế tiêm kích này vẫn chưa được thử nghiệm nhiều để chứng minh những thông số kỹ thuật nói trên. Chuyên gia Sukiu kết luận trong bài phân tích của mình, Nga đang phải vật lộn để tìm kiếm khách hàng nước ngoài trong khi việc đưa MiG-35 vào chiến trường Ukraine vẫn chưa được xác nhận. Khác xa Su-57, MiG-35 phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ ngay trong nước từ các tiêm kích của Sukhoi. Hiện tại, Su-30, Su-35 và Su-57 được ưa chuộng hơn MiG-35, chủ yếu do khả năng vượt trội và lợi ích hậu cần khi duy trì một phi đội thống nhất. Moscow đang đối diện khó khăn tài chính, buộc phải thắt chặt chi tiêu quốc phòng, khiến việc mua sắm thêm một loại tiêm kích chưa cho thấy lợi thế rõ ràng so với các lựa chọn hiện tại trở nên bất khả thi. Khả năng sản xuất thêm MiG-35 gần như không có. Ngoài ra, nhà phân tích Harrison Gus đến từ tạp chí National Interest nhấn mạnh chỉ có 6 chiếc MiG-35 được bàn giao cho không quân Nga và số lượng hiện chỉ dừng lại ở đó. Ông Kass kết luận, Nga liên tục khoe khoang về vũ khí tiên tiến của mình nhưng thường không đưa ra bằng chứng chắc chắn. Điều này khiến cho việc coi MiG-35 là thứ gì đó khác ngoài một nguyên mẫu MiG-29K cải tiến ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bộ Quốc phòng Nga cách đây ít hôm đã công bố đoạn video quay cảnh máy bay không người lái UAV Lancet của nước này phá hủy một hệ thống súng cối di động gắn trên xe tải của Ukraine ở vùng biên giới Kursk. Mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục công bố hình ảnh hoạt động chiến đấu của kíp máy bay không người lái UAV thuộc cánh quân Bắc cho thấy các binh sĩ triển khai phi cơ Monia-1 để tìm kiếm và tập kích lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk. Monia-1 là UAV cảm tử cánh bằng nhưng ứng dụng hệ thống điều khiển của thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Nó có thể tập kích mục tiêu trong bán kính 30 km, xa hơn nhiều so với drone FPV thông thường và mang được đầu đạn uy lực hơn. Truyền hình quân đội Nga nói rằng, phần mềm điều khiển UAV cùng ứng dụng công nghệ AI cho phép nó đối phó với các biện pháp gây nhiễu của đối phương. Binh sĩ của hô hiệu Osa nói, Mục tiêu chính của tôi là các điểm tập kết binh lực, hệ thống tác chiến điện tử, pháo tự hành và xe tăng đối phương. Phi cơ cũng có thể truy đuổi và đánh trúng mục tiêu đang di chuyển. Monia 1 có thiết kế đơn giản dễ chế tạo và chi phí rẻ tuy nhiên phi cơ cánh bằng đòi hỏi kiến thức khí động học và kỹ năng điều khiển khác biệt so với drone fpv thông thường trong khi cơ chế cất cánh bằng bệ phóng khí nén cũng khiến kíp vận hành dễ bị đối phương phát hiện hơn uav cảm tử được thiết kế để mang thuốc nổ lao vào tập kích mục tiêu phía sau phòng tuyến đối phương không giống uav cỡ lớn truyền thống có thể phóng tên lửa thả bom rồi quay về căn cứ sau khi tập kích uav tự sát chỉ tung một đòn tấn công duy nhất loại vũ khí này có kích thước nhỏ khối lượng nhẹ và dễ dàng triển khai. Chúng rất khó bị các hệ thống radar cảm biến phát hiện và tạo ra thách thức rất lớn đối với các hệ thống phòng không Ukraine. UAV tự sát còn được gọi là đạn tuần kích, do chúng có khả năng quần thảo trong thời gian dài trên bầu trời và chỉ lao xuống tấn công khi xác định được mục tiêu cụ thể. Cả Nga và Ukraine đều tham gia cuộc chạy đua phát triển drone, điều chỉnh hệ thống để vô hiệu hóa phương án chống đỡ của đối phương, thậm chí sao chép của nhau để giành lợi thế hoặc duy trì thế cân bằng. Với việc sản xuất UAV quy mô lớn đang được tiến hành ở Nga, Ukraine đang chạy đua để sản xuất hơn 1 triệu UAV trong năm nay với hy vọng sẽ ngăn chặn những thành quả tiếp theo của đối phương. Nhiệm vụ này trở nên ngày càng cấp bách khi Kiev nhanh chóng cạn kiệt pháo và đạn phòng không từ các đối tác phương Tây, trong đó có Mỹ. Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ, DRDO vừa cho biết tên lửa đánh chặn AD-1 sắp hoàn thành giai đoạn thử nghiệm. Tên lửa này sẽ giúp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo BMD và hệ thống phòng không tích hợp IADS của Ấn Độ mạnh hơn. Tên lửa AD-1 là một phần trong kế hoạch BMD giai đoạn 2 của DRDO. Trước đó, DRDO đã hoàn thành thành công BMD giai đoạn 1. Hệ thống này có khả năng đánh chặn các loại tên lửa có tầm bắn dưới 2.000 km như Gauri, Sahel của Pakistan và Dongfeng 21 của Trung Quốc. Giai đoạn 2 của chương trình nhằm nâng phạm vi phòng thủ chống lại tên lửa có tầm bắn lên tới 5.000 km. Giai đoạn này đòi hỏi radar có tầm xa hơn, với phạm vi phát hiện lên tới 1.500 km so với 600 km trong giai đoạn 1. Giai đoạn này cũng đòi hỏi bổ sung những loại tên lửa đánh chặn siêu thanh mới có tốc độ Mach 6 đến 7 thay vì Mach 4 đến 5. Trong cuộc thử nghiệm bay thứ hai của tên lửa đánh chặn Phase 2 AD1 vào tháng 7 vừa qua, các chuyên gia Ấn Độ đã kiểm tra các chức năng quan trọng của tên lửa như khả năng theo dõi radar, thiết bị dẫn đường và hệ thống liên lạc. Thông cáo báo chí về các cuộc thử nghiệm nêu rõ rằng tên lửa đã đạt được tất cả các mục tiêu, các cảm biến tầm xa, hệ thống liên lạc, trung tâm điều khiển tên lửa MCC đều hoạt động như kỳ vọng. AD1 là tên lửa đánh chặn tầm xa được thiết kế để hoạt động trong cả điều kiện ngoài khí quyển. Tên lửa này có độ cao hoạt động lên tới khoảng 100 km, giúp nó có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay tầm xa. AD1 sử dụng động cơ rắn hai tầng và được trang bị hệ thống điều khiển tiên tiến cùng với thuật toán dẫn đường hiện đại. Công nghệ này đảm bảo khả năng nhắm mục tiêu và đánh chặn chính xác. Một số chuyên gia phân tích cho rằng AD-1 rất giống với tên lửa THAAD Terminal Height Antitude Area Defense của Mỹ. THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa ở độ cao lớn. Nó có thể đánh chặn mục tiêu cách xa hơn 200 km và theo dõi trong phạm vi lên tới 1.000 km. Nhưng không giống như AD-1, THAAD là tên lửa một tầng Loại tên lửa đánh chặn hai tầng như AD1 sẽ có một số lợi thế như tầm bắn xa hơn, tốc độ cao hơn, khả năng cơ động tốt hơn và khả năng đạt độ cao lớn hơn. Tên lửa đánh chặn này cũng có một đầu dò radar chủ động, không giống như đầu dò hồng ngoại. Đầu dò này không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc các thiết bị gây nhiễu. Các chuyên gia Ấn Độ hy vọng rằng một phiên bản của tên lửa đánh chặn AD1 có thể được sử dụng trên tổ hợp phòng không S400, góp phần tăng cường khả năng phòng thủ cho Ấn Độ. S400 sử dụng tên lửa đánh chặn 40N6 hai tầng có tầm bắn 400 km và có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao lên tới 185 km. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang nghiên cứu và phát triển một hệ thống phòng không giống S-400 có tên gọi là dự án Kusha. Cụ thể là vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, trong một cuộc họp báo, tham mưu trưởng không quân Ấn Độ, thống chế không quân Ria Chauhari đã chia sẻ kế hoạch phát triển một hệ thống phòng không tầm xa với tên gọi dự án Kusha. Cuộc thử nghiệm vào cuối tháng 7 vừa qua đã cho thấy hiệu quả của radar tầm xa Swordfish, khả năng liên lạc có độ trễ thấp và khả năng dẫn đường. Tuy nhiên, thông cáo báo chí không xác nhận kết quả tên lửa có đánh trận thành công mục tiêu hay không. Rõ ràng, BMD giai đoạn 2 vẫn đang được phát triển và có khả năng sẽ mất một thập kỷ nữa để có thể được đưa vào hoạt động. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Libya, ông Imad Chabensi cho biết, các nhóm vũ trang và các tổ chức an ninh đã đạt được một thỏa thuận nhằm xoa dịu những căng thẳng nghiêm trọng tại thủ đô Tripoli trong vài tuần qua đồng thời đảm bảo an toàn cho nhiều thể chế và cơ sở hạ tầng, bao gồm các sân bay, biên giới đất liền, cũng như trụ sở các cơ quan chính phủ. Bộ trưởng Cha benci nêu rõ, tất cả các nhóm vũ trang và tổ chức an ninh đều bày tỏ sẵn sàng thực hiện thỏa thuận. Ông cho biết, trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả tòa nhà của Ngân hàng Trung ương Libya, BCL. Mỹ cảnh báo rằng, cố gắng giải quyết bằng vũ lực sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của tổ chức quan trọng này và có thể ảnh hưởng đến vị thế của Libya trên thị trường tài chính quốc tế. Thống đốc BCL, ông Cedric Nkebia, nhậm chức từ năm 2012, đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về việc quản lý tài nguyên dầu mỏ và ngân sách nhà nước. Cách đây gần 2 tuần, hàng chục người, trong đó một số người có vũ trang, đã tụ tập trước trụ sở BCL với ý định ép thống đốc ngân hàng này từ chức. Giám đốc bộ phận công nghệ thông tin của BCL đã bị một nhóm không rõ danh tính bắt cóc trong thời gian ngắn khiến hoạt động của ngân hàng này tạm thời bị ngưng trệ. Hội đồng Tổng thống Libya đã thực hiện quyết định của Quốc hội nước này về việc bổ nhiệm ông Mohamed Ansukri làm tân thống đốc BCL, thay thế ông Sedik Ankabir. Liên Hợp Quốc vừa qua đã bày tỏ quan ngại về tình hình kinh tế và an ninh đang xấu đi nhanh chóng ở Libya, đồng thời lên án các động thái đơn phương làm gia tăng căng thẳng giữa các bên ở quốc gia Bắc Phi này. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Stephanie Corey, quyền đại diện đặc biệt về các vấn đề chính trị Tại phái bộ hỗ trợ liên hợp quốc tại Libya, UNSMIL nhấn mạnh trong 2 tháng qua, tình hình ở Libya đã xấu đi nhanh chóng. Các hành động đơn phương của các nhân tố chính trị, quân sự và an ninh ở Libya đã làm gia tăng căng thẳng, gây sâu sắc thêm sự chia rẽ về thể chế và chính trị, cũng như làm phức tạp thêm các nỗ lực đàm phán về một giải pháp chính trị. Bà chỉ trích dẫn một số sự kiện kể từ đầu tháng 8 này, như giao tranh giữa các nhóm vũ trang ở ngoại Tripoli cũng như các âm mưu nhằm vào thống đốc ngân hàng trung ương Libya bằng vũ lực. Theo bà, việc không có các cuộc đàm phán chính trị mới để thành lập một chính phủ thống nhất và tổ chức các cuộc bầu cử sẽ khiến bất ổn chính trị, tài chính và an ninh ở Libya trở nên tồi tệ hơn, gây chia rẽ chính trị và lãnh thổ ở nước này. Điều này sẽ đẩy Libya và khu vực vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng hơn. Bà Khoury cho biết thêm, người dân Libya thất vọng về tình hình hiện nay của đất nước bởi họ đã phải hứng chịu những mất mát mà bất ổn an ninh và chính trị gây ra cho cuộc sống của họ. Nhiều người lo sợ về nguy cơ bùng phát xung đột một lần nữa. Với 6,8 triệu dân, Libya đã phải vật lộn để phục hồi sau nhiều năm xung đột kể từ cuộc chính biến lật đổ tổng thống Muammar Gaddafi vào năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này vẫn bị chia rẽ giữa một chính phủ được Liên hợp quốc công nhận, có trụ sở tại thủ đô Tripoli, và một chính quyền đối địch ở miền đông, được lực lượng quân đội của tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn. Tình trạng tái diễn giao tranh hiện nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn đe dọa quá trình chuyển đổi chính trị do Liên Hợp Quốc bảo trợ và đẩy nước này vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng hơn. Theo thông báo mới nhất vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh công bố, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 để tổ chức vòng trao đổi chiến lược mới giữa hai nước. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Trung Quốc không thông báo lịch trình cụ thể và những nội dung hai bên sẽ trao đổi trong chuyến thăm. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Sullivan tới Bắc Kinh sau hơn 3 năm làm cố vấn an ninh quốc gia và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kể từ năm 2016. Chuyến thăm diễn ra khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn nước rút và quan hệ Mỹ Trung vẫn còn một số căng thẳng. Mục đích chuyến thăm của ông Jack Sullivan được cho là nhằm đưa quan hệ Mỹ-Trung Quốc trở lại trạng thái cân bằng sau những căng thẳng giữa hai nước do các tranh chấp về thương mại, vấn đề khinh khí cầu và cuộc xung đột tại Ukraine. Chuyến thăm cũng được nhận định là đặt nền móng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Được biết, ông Jack Sullivan và ông Vương Nghị từng gặp nhau tại Viên, Áo, Manta và Washington, Mỹ vào tháng 5, tháng 9 và tháng 10 năm 2023, cũng như tại Bangkok, Thái Lan hồi cuối tháng 1 năm 2024. Cuộc gặp giữa hai quan chức cấp cao này đã trở thành một cơ chế quan trọng để Trung Quốc và Mỹ kiểm soát mối quan hệ cạnh tranh giữa hai bên. Chuyến thăm sắp diễn ra được thực hiện sau khi báo New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây phê chuẩn chiến lược hạt nhân sửa đổi tuyệt mật để định hướng lại chiến lược gian đe của Mỹ nhằm tập trung đối phó với nguy cơ từ việc Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo bài viết của The New York Times, Nhà Trắng chưa bao giờ thông báo việc Tổng thống Biden đã thông qua chiến lược sửa đổi, nhưng một thông báo tuyệt mật sẽ được gửi tới Quốc hội Mỹ trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ. Trả lời về thông tin này, Nhà Trắng khẳng định chiến lược hạt nhân mà Tổng thống Biden phê duyệt trong năm nay không phải phản ứng với một quốc gia hay mối đe dọa nào. Ủy ban châu Âu EC đã từ chối yêu cầu của Hungary và Slovakia về việc làm trung gian trong quá trình tham vấn với Ukraine liên quan đến các lệnh trừng phạt dầu mỏ mà Kiev áp đặt lên nhà sản xuất dầu mỏ Nga, Lukoil. Trong thông báo mới đây, người phát ngôn của EC cho biết, ủy ban này đã đi đến kết luận sơ bộ rằng việc tham vấn khẩn cấp dường như không cần thiết. Trước đó, Hungary và Slovakia đã yêu cầu EC hỗ trợ giải quyết vấn đề sau khi Ukraine áp dụng lệnh trừng phạt đối với Lukoil khiến nguồn cung cấp dầu của hai quốc gia này bị gián đoạn. Hungary nhận tới 1 phần 3 lượng dầu nhập khẩu hàng năm từ lúc oi. Do đó, lệnh trừng phạt của Ukraine gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành năng lượng của nước này. Tuy nhiên, EC cho rằng các lệnh trừng phạt của Ukraine không gây ra mối đe dọa an ninh năng lượng cấp bách cho Hungary và Slovakia. Hệ thống đường ống Drus 3 kết nối Nga với các nước Trung Âu thông qua Ukraine vẫn đang hoạt động bình thường, đảm bảo nguồn cung cấp dầu cho khu vực. Phó Chủ tịch EC Vanit Dombrovsky trong một bình luận với giới truyền thông lưu ý rằng EC đã điều tra tác động lệnh trừng phạt của Ukraine đối với Lugoi và thu thập thông tin từ tất cả các bên Slovakia, Hungary, Ukraine và Croatia để có được bức tranh toàn cảnh và chính xác về tình hình. Ông Dombrovsky nói việc cung cấp dầu thô thông qua đường ống Drusba vẫn tiếp tục và không có vấn đề gì đe dọa hoạt động. Quan chức EC cũng cho biết chính quyền Ukraine đã xác nhận việc vận chuyển dầu thô từ Nga đến Hungary và Slovakia không bị ảnh hưởng vì lúc oi không sở hữu lại dầu đang được đề cập. Giới quan sát bình luận, quyết định của EC có thể khiến Hungary và Slovakia không hài lòng. Tuy nhiên, đây là một dấu hiệu cho thấy các quốc gia thành viên EU cần tự tìm hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt của Ukraine miễn là nguồn cung cấp năng lượng của họ không bị đe dọa nghiêm trọng. Tháng trước, Hungary kêu gọi EU buộc Ukraine rút lệnh trừng phạt, nhưng EU từ chối, nhấn mạnh còn nhiều phương án thay thế để đảm bảo dầu vẫn được lưu thông. Hiện tại, Hungary đang kêu gọi Kiev chấp thuận kế hoạch mới để các sản phẩm của Lukoil được giao dịch với một công ty khác tại biên giới trước khi đi qua Ukraine. Theo AFP, lực lượng chuyên trách quốc gia về biển Tây Philippines nói rằng một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tham gia những cuộc diễn tập vô trách nhiệm và nguy hiểm cách đây vài ngày khi máy bay của Cục Thủy sản và Tài nguyên nước Philippines VFR thực hiện chuyến bay nhận thức về vùng biển gần bãi cạn Scarborough. Biển Tây Philippines là thuật ngữ Manila dùng để chỉ vùng biển Biển Đông mà họ cho là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Hành vi quấy rối vô cớ của Trung Quốc bao gồm triển khai pháo sáng nhiều lần nhắm vào máy bay BFR Grand Caravan ở khoảng cách gần một cách nguy hiểm là khoảng 15 mét. Theo lực lượng chuyên trách quốc gia về biển Tây Philippines cho biết như vậy. Lực lượng này còn nói rằng pháo sáng cũng được bắn gần chiếc máy bay Philippines nói trên từ bãi đá Subi. Đá Subi nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Bộ ngoại giao Trung Quốc phản hồi rằng Bắc Kinh đã thực hiện biện pháp đối phó không xác định đối với hai máy bay quân sự Philippines bay vào cái gọi là không phận trên đá Subi. Thông báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến bất kỳ sự cố nào xảy ra cách đó vài ngày trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 km và cách bờ biển Đông Nam Trung Quốc khoảng 1.000 km. Trung Quốc khẳng định nước này có chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines lập luận bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và nước này có quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán đối với Scarborough. Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Philippines phát thông báo Philippines và Trung Quốc đã nhất trí về thỏa thuận tạm thời, cho phép tiếp tế nhu yếu phẩm hàng ngày và thực hiện các nhiệm vụ luân phiên tới tàu BRP Syria Madre ở bãi Ajungin, hay còn gọi là bãi cỏ mây. Tuy nhiên, Manila tuyên bố sẽ vẫn không thông báo trước với Bắc Kinh về các hoạt động tiếp tế ở bãi cỏ mây, bất chấp bản thỏa thuận tạm thời mới vừa ký. Manila đang bố trí một số binh sĩ trên tàu BRP Sierra Madre mắc cạn tại bãi cỏ mây để khẳng định chủ quyền đối với khu vực này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận hai bên nhất trí cùng nhau xem xét các bất đồng trên biển và nỗ lực hạ nhiệt tình hình thông qua bản thỏa thuận tạm thời nói trên. Thỏa thuận được công bố thời điểm các tàu của Hải cảnh Trung Quốc và tàu của lực lượng tuần duyên Philippines PCG thường xảy ra va chạm khi các tàu Philippines làm nhiệm vụ tiếp tế ở bãi cỏ mây. Bắc Kinh cáo buộc các tàu của Philippines có hành vi trái phép, trong khi Manila lại khẳng định đây là hành động bình thường, phù hợp với luật pháp và họ không thông báo trước với Bắc Kinh về các hoạt động tiếp tế. Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt lệnh trừng phạt mới ngay trước ngày quốc khánh Ukraine đối với gần 400 công ty cá nhân ở Nga và các nước thứ ba vì hỗ trợ Moscow để thể hiện sự ủng hộ của Washington Đối với Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, lệnh trừng phạt mở rộng đến các thực thể và cá nhân ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Các cá nhân trong danh sách trừng phạt bao gồm cả con trai và vợ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong danh sách có gần chục mạng lưới riêng biệt bao gồm hơn 100 cá nhân và tổ chức trên 16 khu vực pháp lý, có thể kể ra là Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đáng chú ý, 18 công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ với ngành công nghiệp quân sự Nga. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Wally Adeyemo cho biết các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên khắp thế giới cần đảm bảo rằng họ không hỗ trợ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức tài chính ở các quốc gia khác cần thận trọng về bất kỳ giao dịch nào với các chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài của các tổ chức tài chính Nga. Ông Adeyemo cũng nêu rõ, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người đồng cấp của ông tại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp, quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Theo vị thứ trưởng, Mỹ cũng đang nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia tham gia hoạt động mua sắm đạn dược và các vật tư khác cho Nga hoặc hỗ trợ các nhà tài phiệt Nga lách các lệnh trừng phạt. Washington và các đồng minh đã đặt hơn 22.000 lệnh trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2014 khi Nga tuyên bố sáp nhập Crimea.